Sao lại vậy? Người nói đây là tại sao? Ông trời sao lại bất công với ta như vậy? Trẫm có gì không bằng hắn ta chứ? Bây giờ trẫm mới là hoàng đế Đại Yên, trẫm mới là chân mệnh thiên tử. Lý Thục Hắn chẳng qua là bãi tướng dưới tay trẫm, là con chó mất nhà, lại dám ngang hàng với trẫm sao? Bệ hạ thần quy. Nhưng mà trân châu gì hắn không chịu nhìn trẫm một lần, cả chết cũng phải quay về bên cạnh hắn. Đúng vậy, mũi ấy về rồi. Ông trời, ông thật là bất công. Chửi vào đâu, hắn có người yêu mến, giờ ngay cả thành trì hắn làm mất cũng đều muốn trả lại cho hắn. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Ta thật sự muốn lấy mạng của Lý Thục. Lần này may có hoàng tử, hành binh thần tốc, chỉ huy tài giỏi, mới ngăn cản phản quân thành công, tinh binh mai phục ở phía đông, mới khiến sắp xếp của lần này không bị sai sót. Điện hạ không cần khách sáo, hồi hộp ta nếu đã đồng ý xuất binh tương trợ Đại Đường thì nhất định không phải tầm thường để mà lừa gạt điện hạ. Nhưng mà ta nghe nói hai phó tướng bên cạnh hoàng tử, nhưng lúc đang thắng lợi dẫn theo binh sĩ của hồi hộp cướp bóc các cửa hàng trên phố trong thành. Hoàng tử có biết chuyện này không? Ta đã trừng phạt bọn họ rồi, các quan chức của bọn họ. Những chuyện này sẽ không xảy ra ở Trường An nữa, điện hạ đừng trách. Vậy thì tốt, Khả Hãn luôn trị quân nghiêm minh, cương trực công chính, xem ra hoàng tử đã được Khả Hãn chân truyền. Điện hạ quá khen rồi. Bây giờ chiến sự không ngừng, tại hạ còn rất nhiều việc phải xử lý, xin cáo từ trước. Điện hạ. Đồ ăn tướng quân. Điện hạ, khi nào chúng ta khởi hành? Trận này vừa mới đánh xong, đợi các tướng sĩ nghỉ ngơi xong rồi thì chính thức đóng quân Trường An. Sao vậy, đồ ăn tướng quân? Độc Cô Tịnh giao ta nguyện quy hàng Đại Đường. Được, đây quả thực là may mắn của Đại Đường ta, càng là may mắn của ta. Thank you.
các vị, mau mau đứng lên đi. Ta điện hạ. Điện hạ, điện hạ, tặng ngài một đóa hoa hồng lớn. Thôi đứng dậy đi. Điện hạ. Đoạn tướng quân, tỉnh thư. Đoạn tướng quân, tỉnh dâu. Triệu thư. Mau truyền. Đại phu, đại phu. Tiểu thư, tiểu thư. Tịch dâu, tịch dâu, cô cố gắng lên. Tịch dâu, cô nhất định phải cố gắng. Tiểu thư. Tịch dâu. Tịch dâu. Tịch dâu. Tiểu thư. Tịch dâu. Tiểu thư. Tịch dâu. Tiểu thư à. Tịch dâu. Quân y. Phủ Quảng Bình Dương. Tiểu thư, cháu được rồi. Vẫn là muội làm đi, những chuyện này không phải nương nương làm đâu. Tỷ là ân nhân cứu mạng của điện hạ, ta vô cùng cảm kích tỷ ấy. Chút chuyện nhỏ này để ta làm có gì không ổn đâu. Tỷ tỷ, tỉnh rồi. Tỷ tỷ, Tố Từ, mau đi gọi thái y, đừng quên thông báo cho điện hạ. Dạ. Tỷ tỷ tỉnh rồi hả? Đây là phủ quản Bình Dương. Ta mới về Trường An thì cho người đón tỷ qua đây rồi, nghĩ rằng bên này chăm sóc sẽ tốt hơn. Tỷ bị thương hôn mê được nửa tháng rồi. Trong lúc mơ mơ hồ hồ tỉnh lại được vài lần. Chắc là tỷ không nhớ gì phải không? Nào. Ta kêu họ mỗi ngày đến phòng bếp nấu canh thuốc cho tỷ, để cho tỷ vừa tỉnh lại thì có thể được uống ngay. Tỷ ăn chút gì đó mới có sức lực. Nhớ lại ban đầu chúng ta gặp nhau là ta nằm trên giường, tỷ chăm sóc cho ta. Thật không ngờ rằng lần này lại đổi ngược với nhau. Nào, nhưng còn nóng uống đi. Nè. Điện hạ sao rồi? Thì tỷ yên tâm, điện hạ vẫn ổn. Những phản tặc đó lập tức đã bị bắt giữ, đều là thám tử mà phản quân để lại trong thành. Điều tỷ tỷ lo lắng chính là sức khỏe của bản thân. Nếu như tỷ có mệnh hệ gì thì ta và điện hạ sẽ phải áy náy cả đời này. Ta làm vậy vốn dĩ không phải vì ân tình, hai người không cần để trong lòng đâu. Chuyện này đối với tỷ có lẽ chỉ là nghĩa cử, nhưng mà ta và điện hạ lại không dám quên ân. Bệ hạ cũng hết lời khen tỷ tỷ, nói tỷ là trung nghĩa dũng cảm, còn lập tức hạ chiếu sắp phong tỷ tỷ tứ phẩm lên tuyên quy tướng quân. Đợi ta khỏe hẳn rồi đích thân tới trước điện tạ ơn. Không ngờ rằng tỷ lại thật lòng chịu quy hàng đại đường. Ta còn tưởng là chuyện đời vô thường, không có sự việc nào là cả đời không thay đổi. Mấy tháng trước, quyết tâm của ta là thật lòng thật dạ. Quyết định của bây giờ cũng vậy. Ta quy hàng đại đường, một là vì có thể hợp tác với quân đường tấn công bản đạo doanh phản quân. Ta phải đích thân giết chết An Khánh Tự, báo thù cho cha huynh ta. Hai là ta cũng thật sự khâm phục tài đức của điện hạ. Tỷ có thể nghĩ thông đương nhiên là tốt rồi, cũng không thể cứ đơn thương độc mã chiến đấu được. À, phải rồi, tỷ có biết không, bệ hạ còn muốn nhận tỷ làm nghĩa nữ nữa. Ta không cần đâu. Câu nói của Đồ An tướng quân quả đúng là chính trực mạnh mẽ, hoàn toàn không giống với người vừa mới hồi phục. Sao hả?
Đồ An tướng quân không muốn làm huynh muội với ta sao? Từ nhỏ ta lớn lên trong quân đội, chưa học qua phép tắc gì hết, sợ sẽ bị trói buộc chân tay. Hơn nữa lỡ như làm sai việc gì, không phải sẽ ảnh hưởng tới tôn nghiêm hoàng thất sao? Làm phiền điện hạ thay ta khuyên can bệ hạ, Độc Cô Tịnh giao ta phúc mỏng, không nhận ân sủng của bệ hạ được. Nếu Đồ An tướng quân không chịu thì ta sẽ khuyên phụ hoàng từ bỏ ý định này. Chỉ là đáng tiếc, nếu không triều đình ta lại có thêm một vị Bình Dương công chúa. Điện hạ đừng chê cười ta, Bình Dương công chúa giúp cao tổ hoàng đế chém Hoàng Long, định thiên hạ. Hiện nương tử quân hiển hách vẫn còn đó, ta làm gì dám so sánh với Bình Dương công chúa chứ. Điện hạ, thái y đã đứng đợi lâu lắm rồi, chúng ta hay là để thái y mau chóng bắt mạch cho Độc cô nương. À đúng rồi, thẩm thái y, xin mời. Khởi bẩm điện hạ, Đồ An tướng quân sức khỏe khỏe mạnh, vết thương đã hồi phục được một nửa, nhưng mỗi ngày tướng quân vẫn phải tiếp tục đắp thuốc, uống trùng dây đờn thuốc, uống bổ khí huyết. Làm phiền thái y rồi. Thẩm thái y, ngài ám hiệu bổn dương ra đây mới nói, có phải vì vết thương của Đồ An tướng quân? Điện hạ minh giám, dù sao liên quan đến chuyện phụ nữ, hạ quan chỉ sợ Đồ An tướng quân không thể chịu được thôi. Có chuyện gì hả? Cung tên đó đâm thẳng vào bụng dưới của tướng quân, dẫn đến tử cung bị thương nghiêm trọng, kinh mạch tắc nghẽn khó thông. Đồ An tướng quân e là sau này sẽ rất khó mang thai. Tại sao lại như vậy? Đồ An tướng quân vẫn còn trẻ tuổi, còn chưa xuất giá, sau này cô ấy tính sao đây? Thái y, thực sự không còn cách nào cứu vãn sao? Thứ lỗi cho hạ quan hiểu biết ít, thật sự không còn cách nào nữa. Được rồi, ngài lui xuống trước đi. Dạ. Đồ An tướng quân, sao cô lại đến đây? À, qua kia ngồi đi. Đồ An tướng quân, trong những ngày vừa qua hồi phục được thế nào rồi? Đi đứng không còn đau nữa, nghe nói là điện hạ lại sắp xuất chinh rồi. Quách tướng quân đã chiếm lấy Thiểm quận rồi, An Khánh Tự vì dự lấy Lạc Dương, tập trung toàn bộ quan tinh nhuệ, bộ binh kỵ binh là 15 vạn để đối kháng đại đường ta. Quách tướng quân một mình khó đỡ, rút lui về Thiểm quận, bây giờ cần ta và Mặc Dương đại ca mau chóng tới giúp đỡ. Ta chỉ hận vết thương mình lành lại quá chậm, không thể cùng xuất chinh với điện hạ được. Đồ An tướng quân, bây giờ điều quan trọng nhất chính là dưỡng thương cho tốt. Nếu như cô lo lắng sợ lỡ mất cơ hội chính tay giết chết An Khánh Tự, ta hứa với cô, nếu ta và An Khánh Tự gặp nhau trên chiến trường, ta sẽ nghĩ ra cách bắt sống hắn về đây, tùy cô xử trí. Như vậy cô có thể yên tâm. Đâu phải đang nói chuyện này đâu. Cái gì? Thôi đi, ta đến là muốn nói với điện hạ, ta từng đưa người mình vào Lạc Dương, tuy là không ở gần bên của An Khánh Tự, nhưng tình báo điều binh ở Lạc Dương cũng có thể biết được ít nhiều. Đây là tình báo điều binh ở Lạc Dương mà hắn đã đưa thưa cho gửi ta. Đọc cô tướng có 5 phần là chính xác, còn 5 phần là theo suy đoán từ những tình báo khác mà ra. Điện hạ có thể tham khảo.
Đồ An tướng quân, cô thực sự giúp ta rất nhiều. Còn có cái này nữa. Cái này là... Không phải ngài từng hỏi cách chế tạo hộ tâm kính của nhà họ Độc cô sao? Đó là nguyên liệu, tỷ lệ và các bước chế tạo của công thức. Đây chính là bí mật của nhà họ Độc cô, đều ở trong đó hết. Đồ An tướng quân, cô thực sự cho ta sao? Cô có biết ta muốn truyền rộng rãi trong binh lính không? Đã đưa cho ngài rồi, ngài muốn làm sao thì làm. Đồ An tướng quân, đây đúng là một món quà lớn. Có được công thức này, trang bị của quân đường ta lại lên một tầm cao mới. Ta thực sự không biết làm sao đa tạ cô nữa. Vậy thì nợ trước đi. Đợi điện hạ chiếm được Lạc Dương trở về, ta mới đến đợi. Bệ hạ, Lý Thục và Quách Tử Nghi đã dẫn 20 vạn quân dựng phòng tuyến ở Thiểm Quận, đánh chiếm Tân An, thẳng tiến vào thành Lạc Dương rồi. Đóng chặt các cửa thành lại, ý giữ định đỉnh môn. Phái 500 lính xuống sông, từ Lạc Thủy xuôi theo dòng nước làm tràn nước lũ các nước đường lui của quân đường. Dạ. Lý Thục, ta nhất định phải sống chết với ngươi một trận. An Khánh Tự, đem tất cả binh lực tập trung ở thành lũy. Định đỉnh môn lại kiên cố khó phá, quân ta đánh lâu không hạ. Như vậy cũng không phải là cách. An quân đã gây nổ dòng thác, diện quân và lương thực của phụ hãn thống lĩnh đều ở ngoài thành. Nếu người của ta không được ăn no nữa thì không có sức để mà đánh trận. Ta có cách đưa lương thực vào đây. Đồ An tướng quân, sao cô lại tới đây? Vết thương của cô... Hãy nghĩ tới có thể lỡ mất cơ hội tự ta giết An Khánh Tự thì ta không cam tâm. So với ở lại Trường An đêm đêm trằn trọc khó ngủ, chỉ bằng ta tới đây cùng bệ hạ kề vai tác chiến. Vậy cô làm sao tới đây? Tiên nhân tự có cách hay. Con đường chính từ Trường An tới ngoại thành Quách Lạc Dương tuy bị nước lũ ngăn trở, nhưng ở núi Đại Mi vẫn có một con đường nhỏ có thể thông tới chỗ này. Con đường nhỏ này còn là lúc đầu An Lộc Sơn để phục kích Thiểm Quận đánh thẳng tới Đồng Quan mà khai phá ra. Đây gọi là thiên đạo luân hồi. Nhưng mà An Khánh Tự nếu đã muốn chặn đường lui của quân ta, nhất định là sẽ không lơ là chỗ này. Đúng. Nếu một mình ta nhân trời tối lẻn vào thì được. Nếu xe lương thực đi ngang, nhất định sẽ kinh động binh sĩ canh gác. Một mình ta tới đây chính là muốn xin điện hạ phái một vài thân thủ giỏi chiếm lấy quan khẩu con đường nhỏ này, sẽ tiện cho xe lương thực ra vào. Vậy nếu như chúng ta không chiếm lấy? Điện hạ không phải nói đùa chứ? Không chiếm lấy làm sao lương thực vào đây? Nhất định sẽ bị An quân cướp đi mất. Mấy ngày trước điện hạ vừa mới đốt kho lương thực của họ, bây giờ An quân lúc này đang thiếu lương thực, điện hạ không phải là tiếp tế cho chúng sao? Đúng vậy, bọn chúng cũng cần lương thực. Xe lương thực bị cướp đi sẽ được đưa vào thành. Mười mấy xe lương thực. Nếu như mỗi một chiếc xe lương thực chúng ta đều ẩn náu một người, vậy là có mười mấy người thám tử đi vào trong thành. Tới lúc đó mới cùng đại quân nội ứng ngoại hợp. Đồ An tướng quân, đúng là kế hay.
Rút tất cả phòng vệ. Kiểm tra kỹ cho ta. Khởi bẩm tướng quân, lương thực không có vấn đề. Áp giải về thành. Các quân đệ đi thôi. Đi. Quân của quân đường sắp vào thành rồi. Con lấy hai bó nha. Nghe nói nước lũ ngoài thành rút rồi, diện quân của quân đường sắp sửa tới. Hơn nữa trong thành cũng có quân đường. Khách quan à, bánh của ngài đây. Được. Quân đường sắp vào thành rồi, đi mau đi. Cái gì? Quân đường sắp vào thành rồi. Quân đường sắp vào thành rồi. Quân đường sắp vào thành rồi. Đi mau đi. Đi thôi. Điện hạ. Điện hạ, thành công rồi. Phong Sanh Y và Nghi Minh đã thuận lợi lẻn vào thành Lạc Dương. Được, tập hợp đại quân, chuẩn bị công thành. Dạ.